Xin chào tất cả anh em nhé. Chú Trường này lại lên channel con game bài đổi thưởng Big Boss nha anh em. Với số vốn hiện tại của mình là 1 củ anh em ạ. Xem số vốn này mình kiếm được bao nhiêu nha anh em. Còn anh em nào muốn giao lưu trải nghiệm con game Big Boss thì link tải game và trải nghiệm mình có để dưới phần mô tả bình luận cho anh em tải nhé. Khi anh em tải con game này về, đăng ký, anh em gửi cái ID vào trong nhóm thì anh em sẽ được tặng code từ 20k cho đến 100k để anh em kiếm lãi nha anh em. Với con game này thì có rất là nhiều trò chơi anh em ạ. Anh em nào đam mê cái bộ môn nào thì anh em có thể vào chơi. Còn bây giờ mình sẽ đi vào quay nổ hú nha anh em. Vốn 1 củ anh em ạ. Đi vào quay 6 viên đá anh em ơi. Với cái 6 viên đá ở dưới góc này anh em ạ, hôm nay mình săn được rồi. Giờ mình sẽ lên quay cho anh em xem. Xem nó nổ được bao nhiêu nha anh em. Thì mời tất cả anh em cùng theo dõi đến hết video nha anh em. Chiến nào anh em ơi. Lên. Được bao nhiêu vậy? Nổ không? Được có 1 củ anh em ạ. 5 lượt mà anh em. Ôi lại không nổ anh em ạ. Hy vọng vào tay cuối anh em ạ. Ok. Cuối cùng cũng nổ quả. Lên được tổng 12 củ anh em ạ. Với cái 6 viên đá này anh em săn và anh em quay. Săn 6 viên đá ấy. Nếu mà anh em quay thấy nó không hút máu ấy, lên xuống xuống anh em có thể săn được 6 viên đá anh em. Còn 2 lượt nữa. Nổ quả căng căng chút nào. Ok, lên 17 anh em ạ. Tay cuối cùng. Nổ cho nó rực rỡ nào. Được bao nhiêu đây? Được có 20 anh em ạ. Chán quá nhỉ. Hôm nay nổ ít. Sáu viên đá nổ có được 20 củ anh em ạ. Nhưng mà sao nổ thế này cũng ngon rồi. Được 20 củ anh em ạ. Anh em xem video thì đừng quên cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh nha anh em, để mình có động lực để ra thêm những cái video hay nhất để cho anh em cùng xem và giải trí nha anh em. Còn bây giờ lại vào cái trò siêu xe anh em ạ. Nói chung là cái bộ môn siêu xe thì có rất nhiều anh em đam mê chơi cái bộ môn này. Nói chung là theo kinh nghiệm của mình chơi thì mình chơi 3 cửa anh em ạ. Đặt 3 cửa. Cửa nào về thì mình bỏ anh em. Đấy, mình sẽ đặt 3 cửa cuối này. Xem kết quả nó về đâu nhé. Ui, tay đầu vào gáy anh em ạ. Nó bị con xe đầu này nha. Không sao anh em ạ. Tiếp tục nâng lên 2m này. Hy vọng tay thứ hai là đớp anh em ạ. Mong là vậy. Trời ạ, à, đúng con xe đấy này, ba phát này, thế mới cày. Sai lầm. Đi vào ba cửa này máu anh em ạ. Không sao anh em ơi. Phát này mình sẽ quất liều lên anh em ạ. 3 mét đi. Thế là chúng ta quay hú nổ được 20 củ. Thế lại biếu anh em ạ. Ok. Cái này lấy lại chưa anh em? Chẳng qua mấy tay vừa rồi đen thôi. Đỏ đi khác ngay mà anh em. Con game Big Boss này min rút của nó là bé nhất là 100k anh em. Anh em cứ đánh được lên 100k là anh em có thể rút nha anh em. Ok, húp này.
quay trở lại với vốn 21 củ anh em ạ. Tiếp tục hành trình ba cửa đấy. Nói chung là cách mình chơi như vậy anh em ạ. Tay này cầu hồi không? Húp tiếp này anh em, hay quá anh em ạ. Đúng là cầu bình, là cầu về bờ. Nhưng mà đánh ba cửa tỷ lệ nó ăn vào 70-80% anh em ạ. Thôi, về hai phát rồi mình bỏ qua đi. Mình lại chuyển sang đánh ba cửa đầu. Đấy. Còn hàng trên ấy, X10 với lại X20, X30, X40 đấy, tỷ lệ nó về thấp lắm anh em ạ. Anh em chơi thì anh em chơi cửa dưới. Nào, húp. Ui rồi ui, nói phát về X bá trục luôn anh em ạ. Thế mới đau anh em ạ. Ai ngờ được nó về hàng trên đúng không? Đấy, bởi vì hàng trên tỷ lệ nó về rất là thấp nên mình không thể nào biết trước được. Đấy, mình sẽ căng lên chút nha anh em. Tay này gọi là tắt tay luôn anh em ạ. Hy vọng là đớp này anh em, hay quá trời. 4 x 5 là bao nhiêu anh em? 26 à. Anh em sẽ đánh nhẹ lại, mình sẽ bỏ cái cửa vừa về mình không đánh anh em, mình sẽ đánh còn lại những cửa chưa về. Cách chơi như thế này xem có hiệu quả và chốt lãi không. Ui rồi ui, lãi về siêu xe anh em ạ. X10. Tay cuối cùng là mình sẽ chốt lãi anh em. Tay cuối cùng anh em ạ, tắt tay luôn. Sao phải lo anh em, tắt tay luôn. Thắng thua ở đứng cái tay cuối cùng anh em ạ. Làm quả khô máu luôn anh em ạ. Lo hết 4 cửa dưới, chẳng nhẽ nó về hàng trên. Không có đâu em ơi. Lên, lên, lên. Ok cho anh em. Uy tín cho anh em. Húp này. 25 củ. Video đến đây là kết thúc nha anh em. Hẹn anh em ở những cái video sau. 41 củ, quay 6 viên đá với lại làm tí siêu xe, chốt 25 củ anh em ạ. Cũng như vừa đầu video mình nói anh em đấy, anh em nào muốn nhận code con game Big Boss này thì anh em tải game theo đúng link, anh em tham gia đúng nhóm thì anh em sẽ được tặng code miễn phí nha anh em. Code đánh lên có thể rút được nha anh em ơi. Bye bye anh em nhé, hẹn anh em ở những cái video sau.